Cách đây 7 năm, nam diễn viên Michael Rea là cái tên gây bão trên toàn nước Mỹ. Không phải là vì tài năng trong những bộ phim mà anh đã góp mặt, mà bởi một vụ án mạng kinh hoàng mà khiến cả dư luận phẫn nộ mà anh chính là tác giả. Michael Rea được khán giả biết tới qua những vai diễn trong khá nhiều bộ phim ăn khách như là series phim truyền hình Ugly Betty và Setup 3D. Anh cũng rất là thành công trong lĩnh vực quảng cáo khi trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng như là Coca-Cola. Giới chuyên môn đánh giá cao khả năng diễn xuất của Ri, trong khi bạn bè, người thân cũng nhận xét là Michael Ri là một diễn viên đầy tham vọng. Thế nhưng con đường sự nghiệp rộng mở ấy đã hoàn toàn khép lại bởi một vụ án gây chấn động cả Hollywood. Rạng sáng ngày 23 tháng 11, khi bóng đêm vẫn bao trùm khắp khu Rosebank Heights ở Brooklyn, New York, những người dân ở đây bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng la hét phát ra từ phía ngôi nhà của nam diễn viên 31 tuổi này. Theo những nhân chứng kể lại, họ nghe thấy anh thét to một đoạn kinh thánh và lặp đi lặp lại từ là hối cải, lẫn trong đó là tiếng của mẹ anh. Bà Janet Rea, 55 tuổi, bà la lên, cứu tôi với, nó giết tôi. Cảnh sát ngay lập tức nhận được tin báo và có mặt lúc 2 giờ 20 phút sáng. Khi cảnh sát đến hiện trường, nhìn qua cửa thì họ bàng hoàng thấy Michael không ngừng dùng một thanh kiếm dài 1 mét đâm liên tiếp mẹ của mình. Tại hiện trường vụ án đẫm máu, cảnh sát đã tìm thấy khá nhiều vết chân và dấu máu trên sàn trong phòng ngủ, nhà bếp và phòng tắm. Thi thể của bà Janet Rea nằm sõng soài với rất nhiều vết đâm trên cơ thể, còn Michael Rea thì đang cầm trên tay một quyển kinh thánh. Chuyện Michael Rea giết mẹ không chỉ gây sốc cho những người quen biết anh, mà còn đang gây chấn động cả Hollywood. Anh ấy là một người thân thiện, tốt bụng. Tôi không bao giờ ngờ được chuyện này lại có thể xảy ra. Một người hàng xóm của Rea đã trả lời phỏng vấn trong sự bàng hoàng khi vừa được chứng kiến bi kịch gia đình của nam diễn viên. Michael Rea sau đó đã bị bắt về tội giết người và sử dụng vũ khí trái phép. Trong phòng giam, Michael Rea một mực khẳng định là anh ta không giết mẹ của mình mà chỉ giết con quỷ ẩn náu bên trong bà. Rea kể lại là khi anh đang trong phòng ngủ thì Chúa xuất hiện bên giường và nói với anh ta rằng: Michael, hôm nay là ngày cuối cùng của con. Anh ta đã xin Chúa được nói lời tạm biệt với mọi người trong nhà. Sau đó, anh ta nghe thấy rất nhiều giọng nói yêu cầu phải giết mẹ của mình. Khi gặp mẹ, anh ta lại nghe thấy giọng nói của mẹ chính là giọng của một con quỷ dữ. Vì vậy, tôi đã đâm chết con quỷ bên trong người mẹ tôi, Rea kể lại trong sự kinh ngạc của mọi người. Thậm chí là Rea còn hào hứng nói: tôi thấy mình giống như là nhân vật Neo trong bộ phim The Matrix. Những tiếng nói kỳ lạ khiến cho tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Trước những lời khai có phần hoang tưởng và bất ổn từ phía nam diễn viên 31 tuổi này, cảnh sát cho rằng có thể có những bất ổn trong tâm lý của anh và tiếp tục cho theo dõi tại bệnh viện tâm thần để tìm ra động cơ và nguyên nhân thực sự của vụ giết người man rợ này. Theo nhận xét ban đầu, cảnh sát Brooklyn cho rằng hành động giết người của Michael là do biểu hiện của bệnh lý, chứ không phải là vì mâu thuẫn cá nhân. Sau khi trải qua một cuộc kiểm tra tâm thần tại bệnh viện King County, tòa án tối cao Brooklyn đã tuyên bố các bác sĩ đều chẩn đoán là Rea mắc phải chứng tâm thần phân liệt. Dựa trên tính chất phạm tội và mức độ nghiêm trọng của triệu chứng tâm thần mà anh ta mắc phải, Rea sẽ ở đó trong một khoảng thời gian dài, và công tố viên cho biết như thế. Khổng Tông Thành, 22 tuổi, bị tuyên án là 6 năm tù giam và bị phạt 8 roi. Vũ Thái Sơn, 24 tuổi, bị tuyên 6 năm, 6 tháng tù giam và phạt 8 roi. Michael Lê, 24 tuổi, bị tuyên án là 5 năm, 6 tháng tù giam và phạt 5 roi. Cả ba đã thừa nhận là tội cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ Malaysia, 22 tuổi, danh tính không được công bố, tại một khách sạn ở Singapore trong lúc cô ta đang say xỉn. Trong suốt phiên tòa, Ủy viên Tư pháp Hu Shipeng đã mô tả là hành vi của ba đối tượng nêu trên đó là đáng khinh. Bà Feng khẳng định hành vi phạm tội của Sơn là nghiêm trọng nhất vì người này không dùng biện pháp an toàn, qua đó gây nguy cơ lây nhiễm các căn bệnh liên quan đến tình dục và có thể khiến cho nạn nhân mang thai ngoài ý muốn.
Cũng theo bà Peng, tội của Thanh nặng hơn Lê vì là hắn ta mở cửa phòng sau khi phạm tội, tạo điều kiện cho các hành vi phạm tội khác. Thanh được phép bắt đầu thụ án vào ngày 22 tháng 8, còn Lê là vào ngày 18 tháng 8 để cả hai được gặp gia đình. Cả hai được tại ngoại sau khi nộp phạt 50.000 Mỹ Kim trên một người. Trong khi đó, Sơn đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt. Trước đó vào ngày 14 tháng 8, công tố viên Cannon tìm kiếm mức án cho Lê là 6 năm tù giam, còn với Thanh và Sơn là 7 năm. Họ đối xử với nạn nhân như thể cô ta là một món đồ vật để sử dụng và lạm dụng, ông Cannon khẳng định. Tuy nhiên, phiên tòa vào ngày 15 tháng 8 không giải thích vì sao mức án được giảm nhẹ. Mức tối đa cho tội danh cưỡng hiếp đó là 10 năm tù giam. Trước đó, vào ngày 9 tháng 9 năm ngoái, ba du khách người Anh gốc Việt cùng với một nhóm bạn bay đến Singapore để tham dự lễ hội âm nhạc và tiệc tùng. Ở tại đây, một người trong nhóm là Trinh Việt Anh, 24 tuổi, chủ động làm quen với người phụ nữ trẻ Malaysia nêu trên. Sau đó, cô ta đề nghị đến phòng của anh để vui vẻ. Sau khi quan hệ cô gái người Malaysia đi ngủ và đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau, anh để Thanh vào phòng. Thanh, Sơn và Lê sau đó đã luân phiên cưỡng hiếp nạn nhân. Trong lúc Lê đang giở trò thì nạn nhân thức giấc và yêu cầu được biết y là ai. Nạn nhân báo cho cảnh sát một ngày sau đó. Anh khẳng định là không liên quan đến vụ việc. Đến khi công an gọi điện thoại báo tin thì ông khách ở tỉnh Bắc Ninh mới hay là mình đã quên một cái chiếc cặp. Ở trong đó có đựng 500 triệu đồng tại một quán ăn ở Việt Nam, ở tại Nghệ An. Ngày 11 tháng 11 vừa qua, ông Nguyễn Trọng Tuệ, trưởng công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đã xác nhận với một tờ báo trong nước là cho biết đã bàn giao là 500 triệu đồng, tức là tương đương với 22,13 ngàn Mỹ Kim, cùng nhiều giấy tờ liên quan cho ông Nguyễn Văn Đăng, 54 tuổi, trú ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, đã bị bỏ quên. Ông Hoàng Duy Dương, trưởng công an xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc cho hay, chiều ngày 10 tháng 11, ông Nguyễn Thanh Hòa, 42 tuổi, là chủ của một nhà hàng ở xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, đã đến trình báo là có vị khách để quên một chiếc cặp màu nâu, bên trong có nhiều cọc tiền mệnh giá lớn của một vài giấy tờ. Công an huyện và đà xã đã lập biên bản để kiểm đếm cũng như là xác định số tiền lên tới 500 triệu đồng. Từ số điện thoại tại tờ hợp đồng trong chiếc cặp, công an đã liên lạc tìm ra chủ nhân của chiếc cặp là ông Đăng. Làm việc với công an, ông Đăng cho hay là trưa ngày 10 tháng 11, trên đường cùng đồng nghiệp đi từ thị xã Cửa Lò ra về miền Bắc, có ghé quán của ông Hoài để nghỉ ngơi, ăn uống và vô tình đã để quên một chiếc cặp. Khi xe đi tới tỉnh Thanh Hóa thì nhận được một cuộc gọi của công an, ông mới hay là mình đã để quên đồ. Sau các thủ tục kiểm tra xác định chính chủ của công an, ông Đăng đã được nhận lại tài sản và ông gửi chút tiền cảm ơn, tuy nhiên chủ quán Hòa không nhận. Giải thích lý do báo công an xã khi khách để quên số tiền lớn, ông Hòa nói, tiền của người khác dù là ít hay là nhiều thì mình cũng không được có lòng tham để bớt xén. Người ngoài hành tinh xâm lăng, trái đất biến thành cầu lửa hay là robot trỗi dậy là ba trong số những nguy cơ tận thế theo ông Hoàng vật lý dự đoán. Nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking nhiều lần đã đưa ra dự đoán về nguy cơ nhân loại diệt vong. Giáo sư Stephen Hawking đã phản đối dự án thông điệp gửi đến sinh vật ngoài hành tinh METI nhằm gửi lời nhắn lên không gian để liên lạc với trí thông minh ngoài trái đất. Ông cho rằng đây là một ý tưởng tệ hại vì bất cứ sinh vật nào đủ phát triển để nhận được thông điệp này và du hành đến trái đất đều có thể nghiền nát loài người không nương tay. Nếu người ngoài hành tinh ghé thăm chúng ta thì kết quả có thể giống như là khi Columbus đến châu Mỹ. Cuộc sống của những thổ dân bản địa trở nên rất khó khăn, giáo sư Hawking nói. Giáo sư dự đoán là trái đất sẽ biến thành một quả cầu lửa trước năm 2600. Do biến đổi khí hậu, quá tải dân số và tình trạng tiêu thụ nhiên liệu ngày càng tăng. Hy vọng là sống sót duy nhất là rời hành tinh xanh đến một nơi khác trong vũ trụ.
Theo ông, dự án Breakthrough Starshot của mình có thể là bước đệm đầu tiên cho hành trình này. Giáo sư hy vọng những tàu vũ trụ siêu nhỏ bay với vận tốc ánh sáng sẽ đến được hệ sao Alpha Centauri trong vài thập kỷ tới. Máy tính với trí tuệ nhân tạo AI sẽ vượt con người trong vòng 100 năm tới. Khi điều đó xảy ra, chúng ta cần chắc chắn là chúng có những mục tiêu giống với chúng ta. Giáo sư Hawking phát biểu tại hội nghị Zeitgeist ở London, Anh. Ông cũng từng cảnh báo về mối nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo hoàn thiện có thể mang lại dấu chấm hết cho nhân loại. Con người bị giới hạn bởi quá trình tiến hóa sinh học chậm chạp sẽ không thể cạnh tranh nổi và bị thay thế. Giáo sư Hawking cảnh báo. Giáo sư nhận định là tính hiếu chiến của con người là đặc điểm hữu ích trong thời kỳ đầu của nhân loại, nhưng giờ lại là khả năng chết chóc trong kỷ nguyên vũ khí hạt nhân. Khuyết điểm mà tôi mong muốn thay đổi nhất ở con người là tính hiếu chiến. Thời nguyên thủy, đây có thể là lợi thế tồn tại giúp cho kiếm nhiều thức ăn hơn, mở rộng lãnh thổ, hay là tìm được bạn đời để cùng để lại nòi giống. Nhưng giờ thì nó đang đe dọa hủy diệt tất cả chúng ta. Ông nói với Independent, một cuộc đại chiến hạt nhân có thể đặt dấu chấm hết cho nền văn minh nhân loại, hủy diệt toàn bộ loài người. Giáo sư Hawking nhận xét, chúng ta đang ở thời khắc nguy hiểm nhất trong sự phát triển của nhân loại. Chúng ta có công nghệ để hủy diệt hành tinh đang sinh sống, nhưng lại chưa đủ khả năng để thoát khỏi nó, ông kết luận. Cái chết của nam thanh niên gốc Việt Tommy Lee đã khiến cộng đồng người Việt tại Mỹ đoàn kết lên tiếng về việc lạm dụng vũ lực của cảnh sát. Tommy Lee, 20 tuổi, là người Mỹ gốc Việt, đã bị cảnh sát bang Washington bắn chết vào hôm ngày 13 tháng 6. Thanh niên gốc Việt này đã bị cảnh sát hạt King bang Washington bắn chết vào hồi tháng 6, chỉ vài giờ trước lễ tốt nghiệp trung học. Diễn biến của vụ này cũng tương tự như các vụ cảnh sát bắn thường dân khác, theo Los Angeles Times đưa tin. Các vụ cảnh sát nổ súng thường bắt đầu bằng một cuộc gọi của người dân địa phương về một kẻ khả nghi lăm lăm vũ khí trên phố vào ban đêm. Cảnh sát đã ngay lập tức có mặt, rồi sau đó họ tin chắc là họ nhìn thấy vũ khí. Họ bảo kẻ tình nghi hạ vũ khí xuống, nhưng kẻ này không làm theo, và khi hắn tiến về phía họ, họ buộc phải dùng đến súng phóng điện, sau đó là bắn hạ đối tượng. Vào đêm ngày 13 tháng 6, sở cảnh sát hạt King nhận được cuộc gọi khẩn cấp về một nam thanh niên đã dùng vật sắc nhọn, có thể là dao, đe dọa người dân ở gần một đại lộ trong thành phố. Birian, một cư dân gần đó, nói với nhân viên tổng đài rằng ông này đã buộc phải nổ súng cảnh cáo đối tượng, sau đó được xác nhận là Tommy Lee. Theo báo cáo của cảnh sát, khi thấy Lee tiến đến gần, người đàn ông đã chạy vào trong nhà trốn, và Lee đã đập liên tiếp lên cửa nhà của nhân chứng và gào thét rằng mình là đấng sáng thế. Cảnh sát tiếp cận và yêu cầu Lê ném xuống dưới đất vật mà họ nghĩ là một con dao. Theo trung sĩ Cindy West, đại diện sở cảnh sát hạt King, cho biết, hai cảnh sát có mặt tại hiện trường đã dùng súng điện để khống chế Lê nhưng không thành. Sĩ quan cảnh sát Caesar Molina bắn Tommy Lee 3 phát và chàng trai trẻ được đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Một tuần sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát hạt King mới đưa ra kết luận là vật sắc nhọn mà họ tưởng là hung khí thực ra chỉ là một chiếc bút. Sau cái chết của Tommy Lee, ban đầu cộng đồng dân cư vùng ngoại ô của thành phố Seattle thuộc hạt King, bang Washington đã hoàn toàn yên ắng, không xôn xao bàn tán, không biểu tình. Còn cảnh sát thì tiến hành xử lý kín vụ việc với gia đình nạn nhân. Tôi rất tức giận, ông Hoài Lê, cha của nạn nhân nói. Tôi muốn biết là chuyện gì đã xảy ra với con trai của tôi. Ông Lê cảm thấy khó hiểu vì sao con trai mình, một thanh niên 20 tuổi chỉ cao 1m62 và nặng khoảng 55kg, không có tiền sử sử dụng chất kích thích, lại chết dưới nòng súng của cảnh sát. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở thắc mắc. Trong 48 ngày đầu tiên sau cái chết của Tommy, gia đình Lê đóng cửa tập trung làm lễ cho cậu theo nghi lễ Phật giáo. Họ không tiếp xúc với báo chí hay bất cứ tổ chức hoạt động nhân quyền nào. Nhiều người nhập cư trong cộng đồng chúng tôi chưa bao giờ mảy may có ý nghĩ chống lại hay là thách thức chính quyền.
Jeffrey Vũ, một kỹ sư của hãng Boeing làm việc chung với chú của nạn nhân cho biết như vậy. Người Việt Nam chúng tôi hoàn toàn xa lạ với phong trào trên khắp nước Mỹ liên quan đến thực trạng cảnh sát bắn dân thường. Gần 4 tháng sau đó, mọi thứ bất ngờ thay đổi. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại thành phố Seattle, một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất tại Mỹ, đồng thanh cất tiếng nói phản kháng đòi công lý cho Tommy Lee. Cái chết của chàng trai 20 tuổi đã thổi bùng lên một chiến dịch đấu tranh kêu gọi bang Washington đã mở ra hành lang pháp lý để việc khởi tố các nhân viên cảnh sát trong các vụ lạm dụng súng trở nên dễ dàng hơn. Chiến dịch này còn vận động chính quyền bang buộc lực lượng cảnh sát trang bị camera để giám sát trên xe đi tuần và gắn trên người. Diễn biến vụ cảnh sát bắn chết Tommy Lee chưa được làm sáng tỏ, chủ yếu là do không có bất cứ video nào về vụ việc này. Sau một thời gian im lặng, gia đình Lee cuối cùng cũng đã lên tiếng và tham gia vào chiến dịch chống lại bạo lực cảnh sát. Tôi không muốn danh dự của con trai bị xâm phạm, ông Hoài Lee nói. Tôi muốn công lý. Tôi đặt niềm tin vào chính quyền, nhưng tôi thực sự là căm phẫn cảnh sát khi nghe tin con trai tôi bị sát hại. Ông Lê và gia đình sang Mỹ định cư vào năm 1991. Họ sống trong một căn nhà giản dị với khoảng sân đầy hoa ly và tượng Phật ở thành phố Burien, cách Seattle khoảng 30 phút lái xe về phía hướng nam. Tommy là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Bước chân vào bên trong, hương khói vẫn nghi ngút. Người Việt Nam có truyền thống là thắp hương hàng ngày cho người thân vừa mất. Bạn bè và họ hàng vẫn tới chia buồn cùng gia đình. Sau khi ly thân với vợ, ông Hoài Lê và các con sống chung với hai người cô, một người em họ và mẹ già. Ông Lê làm việc trong ngành thiết kế phong cảnh. Công việc trong nhà nhờ phần lớn vào sự giúp đỡ của những người thân lớn tuổi trong gia đình. Tommy Lê ham mê chơi cờ và mơ ước sau này đã trở thành nhà khoa học, thợ hàn hoặc là lính cứu hỏa. Cậu chật vật với việc học ở trường. Vài tháng đây, Tommy nói với bố rằng muốn dọn ra ở riêng. Rồi cậu chuyển tới sống chung với vài người bạn trong một căn nhà dưới phố. Ngoài giờ học, Tommy đi làm thêm ở casino. Vào chiều ngày 13 tháng 6, Tommy Lee thi xong môn lịch sử rồi nhận mũ và áo choàng cho lễ tốt nghiệp vào ngày hôm sau. Khoảng 10 giờ sau đó, cậu bị bắn chết. Sáng hôm sau, tại lễ tốt nghiệp, nhà trường chiếu ảnh của những học sinh ra trường, trong đó có ảnh của Tommy. Bạn bè bên dưới vui mừng reo hò, không một ai biết là Tommy đã chết. Trong lúc đó, tại nhà gia đình đã bày biện xong bàn thờ cho Tommy trong phòng khách. Ngoài hương, nến và hoa tươi, người thân còn bày những đĩa bánh kẹo như chocolate mà lúc còn sống Tommy rất là yêu thích. Cộng đồng người Việt loan tin về cái chết của Tommy Lee qua một tờ báo Phật giáo của địa phương. Sự tức giận nhanh chóng biến thành một cuộc đấu tranh vì quyền của người nhập cư. Những người gốc Việt từ đủ mọi thành phần, nghề nghiệp bao gồm công nghệ, chính trị hay là dịch vụ ăn uống tích cực tham gia. Vào tháng 7, cảnh sát hạt King đã phải tổ chức một cuộc họp công khai trả lời chất vấn trước 150 người, đa số là những người gốc Á. Tại cuộc họp, cộng đồng người Việt bố trí sẵn người phiên dịch để dịch tất cả các câu trả lời của cảnh sát trưởng. Họ còn mang bánh mì đến để chia sẻ với mọi người. Tôi cảm thấy thật khó khăn khi chứng kiến là lực lượng cảnh sát trên khắp đất nước bị quân sự hóa. Ông Nguyên, 81 tuổi, có mặt tại cuộc họp, mong muốn mối quan hệ giữa cảnh sát và cộng đồng càng ngày càng tốt hơn lên. Chúng tôi đến đây để tìm kiếm tự do. Chúng tôi không đến đây để thấy con trai bị bắn chết, ông Hoài Lê nói. Chúng ta cần phải ngăn chặn việc này xảy ra với các gia đình khác. Tại cuộc họp báo vào hôm ngày 7 tháng 9, luật sư của gia đình Tommy Lee đọc bản báo cáo của cơ quan pháp y hạt King cho thấy là nam sinh 20 tuổi chết vì hai phát đạn bắn vào lưng. Nạn nhân còn bị bắn một phát vào mu bàn tay. Theo luật sư, bằng chứng pháp y này mâu thuẫn với báo cáo của cảnh sát cho rằng Tommy Lee bị bắn khi đang lao về phía hai nhân viên cảnh sát với một cây bút trong tay và cảnh sát bắn tất cả là 6 phát đạn là để tự vệ, trong đó 3 phát trúng nạn nhân. Nếu Lê đang tấn công cảnh sát thì cậu ấy đáng nhẽ ra sẽ bị bắn vào ngực, luật sư gia đình tuyên bố như vậy. Nếu cậu ấy đang tấn công ai đó khác và cảnh sát buộc phải bắn 6 phát súng, trong đó 3 phát trúng cậu bé, thì những viên còn lại phải trúng vào người mà cậu ấy đang tấn công. Gia đình của Tommy Lee quyết định kiện chính quyền và sở cảnh sát cùng cảnh sát trưởng là John của hạt và đòi bồi thường là 20 triệu USD.
Trong khi ông Hoài Lê cho rằng cái chết của con trai là do có gì đó không ổn với viên cảnh sát nổ súng, bà Diệu Hộ, mẹ của nạn nhân, nghi ngờ đây là một vụ phân biệt chủng tộc. Vâng, chắc chắn là có sự phân biệt đối xử với người Mỹ gốc Việt, bà Diệu nói như vậy. Nếu Tommy có màu da khác, liệu cảnh sát có nổ súng hay là không? Xin Lê, cô của nạn nhân cũng đồng tình. Sau khi im lặng và lắng nghe mọi người nói, ông Hoài Lê ngẫm nghĩ một chút rồi tỏ ra băn khoăn. Tại sao ban đầu cảnh sát tới nhà tôi nói rằng con trai tôi cầm dao? Sao họ chắc chắn thế? Sau đó họ lại đổi ý. Còn điều gì khác ngoài sắc tộc khiến họ làm vậy cơ chứ? Sở cảnh sát Arlington và sở cảnh sát Grand Prairie ở tiểu bang Texas đang tìm kiếm hai người đàn ông được cho là đã đột nhập vào những chiếc xe không khóa, giật bóp của phụ nữ rồi lái xe đi. Hai sở cảnh sát này kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng trong việc tìm kiếm và xác định danh tính của hai nghi can. Theo tin của nhật báo Star Telegram, sở cảnh sát Arlington cho biết đây là hai người chuyên giật bóp phụ nữ và là nghi can trong hơn một chục vụ giật bóp tương tự xảy ra ở thành phố Arlington và thành phố Grand Prairie. Trong một thông cáo báo chí, nhà chức trách cho biết hai người này dường như là chỉ nhắm vào phụ nữ tại khu vực có nhiều cửa tiệm của người châu Á và của người Việt Nam. Theo cảnh sát Arlington cho biết là vụ giật bóp gần đây nhất xảy ra tại khu thương mại số 2400 đường East Pioneer Parkway. Còn theo cảnh sát Grand Prairie, hai vụ giật bóp mới nhất xảy ra ở bãi đậu xe của Asia Times Square ở số 2615 Piney Parkway. Các nhân viên công lực cũng nói rằng có nhiều vụ giật bóp tương tự xảy ra ở thành phố Irving. Thứ Sáu và tuần trước ngày 6 tháng 10, Sở Cảnh sát Arlington đã phát hành một đoạn video giám sát, trong đó cho thấy khuôn mặt của hai nghi can người da màu. Cảnh sát hy vọng là sự giúp đỡ của công chúng để họ có thể xác định được danh tính hai người đàn ông. Họ cho biết là hai nghi can không dùng vũ khí trong các vụ giật bóp. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.